Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng đến với khu phố ẩm thực của phường Tâm Quan, ở tại vị trí chợ Tâm Quan. Ở tại cổng chợ này, chúng ta đi về hướng phía mặt trời lạnh khoảng 10 mét sẽ có một cái khu ăn uống rất là rẻ, rất là ngon. Nhìn xem là đúng không? Hiện tại bây giờ là đúng 6 giờ chiều, cho nên cái lượng khách đã vẫn đông hết khách rồi. Và nhộn nhịp nhất là giai đoạn từ 3 giờ đến hơn 5 giờ, khi lượng học sinh vào, người ta làm đi về dưới mua rất đầy đủ món cháo vịt, bánh canh, chả bánh xèo. Ở đây tối không bán hết ra. Thấy giờ bữa nay sao ra số hết trơn mất rồi vậy? Dạ, cái linh còn thường tối đâu tới mấy giờ xem? Còn tới giờ thấy hết trơn rồi, mấy món riêng hết sạch rồi. Giá một bì trong vịt hiện tại của ngày 26/2/2022 đó là bì trong vịt. Bé bị với bị 15 ngàn. Một cuốn là 4 ngàn. Bánh xèo giỏ, ốc. Bún dây rồi ốc, rồi bánh xèo rồi bún chắc là. Bánh cuốn hết rồi. Đây cặp một dĩa nha. Dĩa nó mình dân. Con trái này chị. Rồi xong. Bỏ mắm lên chứ quên. Có hai bị mắm rồi. Chờ cho chị xuống đồng. Chị nay cho bà bánh xèo và hết sốt quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.